Thứ tư Bất vọng ngôn Chính là không vọng ngữ Dừng hành ác nói lời không thật gạt người trước đây Lừa dối người Không nói lời thật Đây là khẩu nghiệp Sát trộm dâm ở phía trước là thân nghiệp Là hành vi ác của thân Hành dĩ ác của khẩu có bốn. Đầu tiên là không giọng ngôn. Không được giọng ngữ. Dừng hành ác, nói lời không thật gạt người trước đây. Phải hành thiền, nói lời thật. Nói lời thật. tu hành phải chú trọng đức hạnh đạo đức phải có trí huệ về ngôn ngữ trước công chúng ngôn luận kiểu gì có thể nói ngôn luận kiểu gì không được nói không thể không biết không thể nói lời sai lầm sai rồi cũng là khẩu nghiệp phải biết được tùy cơ ứng biến dân dùng thiên biến vàng hóa tự mình xử lý được vô cùng thích đáng vậy thì đúng rồi điều thứ năm bất ý ngữ ý ngữ là lời ngon tiếng ngọt có ý xấu lừa gạt người khác làm cho người khác mắc lừa khiến cho người khác chịu thiệt không được làm sự việc này Vậy rất không đạo đức Phải hành thiện Nói lời có nghĩa Mang nhiều lợi ích Lời nói Hợp tình Hợp lý, hợp pháp Đây gọi là nghĩa Mặt nào cũng có thể chú ý đến Có lợi ích cho người nhiều ích là lợi ích phong phú chúng ta giảng là lợi ích chân thật lợi ích lớn phải học những lời thiền này thứ sáu bất ác khẩu ác khẩu dừng hành ác lời ác tiến hành với người trước đây hành thiền lời ôn hòa Lời nói thô lỗ Lời nói khó nghe Ngữ khí thái độ Đều không thiện Đó gọi là ác khẩu Rất nhiều người Có tập khí ác khẩu Cũng chính là Lúc bình thường nuôi thành thói quen đối với ngôn ngữ không biết chừng mực ý tứ phải sửa đổi lại điều này ngôn ngữ phải nhu hòa thứ bảy bất lưỡng thiệp lưỡi đôi chiều là gây chia rẽ thị phi khiến cho hai bên bất hòa tội này rất nặng nếu khiêu khích thị phi là dùng trong phật pháp người xuất gia với người xuất gia người tại gia với người tại gia người xuất gia với người tại gia có người gây chia rẽ thị phi phá hoại tín ngưỡng thì tội đó nặng đoạn pháp thân huệ mạng của người khác đặc biệt là niệm Phật Khiến người ta đổi sang trên phương pháp tu hành khác Tội này nặng Tại sao vậy? Bởi pháp môn niệm Phật này là đạo dễ hành Họ có thể thành tựu trong một đời Chứ gì dẫn dắt họ đổi sang học pháp môn khác tu pháp bồn đó, họ không thể thành tựu ngay trong một đời. Không thể chấm dứt sinh tử, không thể ra khỏi ba cõi, chứ gì đã đoạn mất duyên liễu sinh tử ra khỏi ba cõi của họ lần này rồi. Đây là đại giọng ngữ, đại lưỡng thiệt. Quả báo ở địa ngục vô gián không thể không biết sự việc này thường xuyên gặp phải trong xã hội ngày nay hai đạo tràng có cách nhìn của môn phái đôi bên đối lập tại sao vậy vì để lôi kéo tín đồ a phê bình b b phê bình a khiến cho người mới học phật nghe rồi sanh phiền não như vậy đều không phải là người tốt thôi đi không thể học phật khiến cho họ đoạn mất lòng tin đối với việc học phật rồi tội này làm sao bù đắp không thể bù đắp không thể không biết không thể không cẩn thận do đó dừng hạnh ác trước đây gây ra hai bên tranh đấu đây chính là khiến cho hai bên không hòa hợp ngờ vực lẫn nhau tôi đây rất nặng phải hành việc tốt hòa hợp đệ tử phật chân chánh gặp phải sự việc này cần phải giúp họ hòa giải gia hòa vàng sự hư hai người đó hại hòa với nhau thì cả hai người đó đều có thể đi lên tương lai đều có thể thành tựu vậy thì đúng rồi khẩu nghiệp là bốn loại này